Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này em giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hay góp từ sàn MRC nhận 2.000 tóc cần có hiệu là IFK nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần link mô tả. Thứ nhất mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn MRC các bạn. Không yêu cầu KYC. Rồi bạn click cho bạn link mô tả. Thứ hai các bạn mở link form các bạn. Xin vô đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nè. Kiểu ngon nha các bạn. Rồi các bạn join vào nè các bạn. 2.000 tập cần GFK nè. Rồi tiếp tục các bạn đáp lại nè. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi được các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like được. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Tiếp tục các bạn follow Instagram nè. Sau con này mình đã follow rồi các bạn. Sau khi bạn theo dõi xong thì bạn bắt đáp lên các bạn. Dự án này mình đã có làm chưa mà. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên sàn MRC nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ username Telegram bạn đã join vào group nè. Cái này kèo khá ngon các bạn. Sorry các bạn, anh 361, 362 nè các bạn. Tiếp tục các bạn gỡ lên đường link tại Twitter, profile link của mình nè. Thì bạn mở tại Twitter mình ra các bạn. Bạn nhấp 3 gạch cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp 3 gạch cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép đi. Đường link profile tại Twitter mình nha bạn, mình dán vào đây. Tiếp tục thì đường link profile Instagram. Thì các bạn mở Instagram mình lại nè bạn. Các bạn nhấp vào anh avatar của mình nha bạn. Các bạn nhấp vào 3 gạch cùng nè. Các bạn copy dòng thời gian ảnh bata mình nè. Rồi các bạn dán đường link profile Instagram mình vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ GRC20 trên chiếc wallet, máy sơ wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ attack mình nha các bạn. Rồi các bạn sẽ dép nè. Rồi các bạn gửi ở đây nha các bạn. Rồi bạn kiểm tra lại một lần nữa các bạn, để mình gửi lên đường link profile tại Twitter mình nha. Nãy gửi rồi mình sẽ nó. Rồi tất cả các bạn việc bấm gửi là xong nha tất cả các bạn. Ok vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 2 triệu token CFE đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo thôi mình nha.